Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây, Long đến từ Envina Logistics. Trong series tìm hiểu xuất nhập khẩu, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các loại chứng từ hải quan, ví dụ như là CO, ví dụ như là BL hay là Packing List. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại những video đó tại kênh của mình, Envina Logistics. Còn trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu về một loại chứng từ khác cũng rất quan trọng trong xuất nhập khẩu hải quan, đó chính là Commercial Invoice, hay còn gọi là hóa đơn thương mại. Hóa đơn thương mại là một trong những chứng từ cần thiết khi chúng ta tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa. Khi mà chúng ta chuẩn bị bộ chứng từ trong xuất nhập khẩu hàng hóa thì bạn cần đặc biệt lưu ý đến việc chuẩn bị hóa đơn thương mại, bởi vì hóa đơn thương mại đóng một vai trò thể hiện giá mua hay là bán hàng hóa. Đồng thời thì hóa đơn thương mại cũng là chứng từ rất quan trọng trong quá trình thông quan hải quan. Vậy thì nội dung cần có của một hóa đơn là gì, cũng như hóa đơn có ý nghĩa như thế nào và có những sai sót gì các bạn thường gặp khi chúng ta soạn thảo hóa đơn thương mại? Mời các bạn cùng Envina Logistics đi tìm câu trả lời nhé. Cùng bắt đầu thôi. Hóa đơn thương mại được hiểu như thế nào? Hóa đơn thương mại là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay là dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể. Thông thường thì hóa đơn thương mại thường do nhà sản xuất phát hành. Hóa đơn thương mại có ý nghĩa như thế nào trong xuất nhập khẩu hàng hóa? Một là nó là chứng từ không thể thiếu trong vấn đề giao hàng. Hai, nó là một trong những chứng từ quan trọng để xác lập việc thanh toán với đối tác. 3. Nó là căn cứ quan trọng để xác định giá trị hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu. Nội dung cần có của một hóa đơn thương mại: tên cửa khẩu hàng đến, tên người mua, tên người bán, mô tả chi tiết sản phẩm, tên thông thường của sản phẩm, cấp hạng hay chất lượng và mã hiệu, số hiệu và ký hiệu của hàng hóa khi lưu thông trên thị trường nội địa nước xuất khẩu, cùng với số mã hiệu bao gói hàng hóa. Tiếp theo là có số lượng tính theo trọng lượng hoặc kích thước của nước giao hàng hoặc của Hoa Kỳ. Rồi trên hóa đơn thương mại cũng phải có giá của từng mặt hàng, rồi loại tiền, các chi phí liên quan ghi rõ từng khoản nếu có, ví dụ như là cước phí vận tải quốc tế này, rồi phí bảo hiểm, hoa hồng hay là chi phí bao bì, chi phí container, chi phí đóng gói và tất cả các chi phí và phí tổn khác. Đối với chi phí đóng gói, bao bì, container và cước phí vận tải nội địa đến cảng xuất khẩu sẽ không phải liệt kê nếu như nó đã nằm trong giá hóa đơn và được chú thích như vậy. Rồi các giảm giá, chiết khấu, nước xuất xứ hàng hóa. Hóa đơn thương mại cũng phải thể hiện rõ có sự hỗ trợ của người mua cho việc sản xuất hàng hóa hay không. Nếu có thì phải ghi rõ giá trị nếu biết và tên nhà cung cấp. Và sự hỗ trợ đó được miễn phí hay trên cơ sở thuê mướn hay là phải trả tiền riêng. Nếu như phải trả tiền riêng thì gửi kèm hóa đơn. Hỗ trợ ở đây bao gồm ví dụ như là khuôn đúc, khuôn ép, dụng cụ sản xuất, chống in, chế bản, sơ đồ, bản thiết kế. Vì hóa đơn thương mại thường do nhà sản xuất phát hành, cho nên mẫu hóa đơn thương mại ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Một số lỗi thường gặp khi làm hóa đơn thương mại. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn một số lỗi các bạn thường gặp khi làm hóa đơn thương mại. Lỗi thứ nhất đó là hóa đơn không ghi rõ thông tin về điều kiện giao hàng như FOB hay là CIF. Lỗi thứ hai đó là người xuất khẩu bán hàng theo CIF chẳng hạn, nhưng chỉ ghi giá hóa đơn theo giá FOB tại nơi xếp hàng và cũng không ghi những chi phí sau đó. Lỗi thứ ba đó là người giao hàng nước ngoài bán hàng có chiết khấu nhưng trên hóa đơn chỉ ghi giá thực thu mà không thể hiện số tiền chiết khấu. Lỗi thứ tư đó là mô tả hàng hóa không rõ ràng, thiếu một số thông tin yêu cầu, gộp nhiều mặt hàng vào cùng một loại, vân vân. Những sai sót này thường dễ bị hải quan bắt lỗi và gây ảnh hưởng xấu đến quá trình thông quan hàng hóa nhập khẩu của các bạn. Vì vậy, cần tránh những sai lầm ở trên. Ok. Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về một chứng từ hải quan rất quan trọng, đó là hóa đơn thương mại. Về vai trò, nội dung cũng như là một số lỗi các bạn cần tránh khi chúng ta làm hóa đơn thương mại. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thể tránh được những sai sót khi chúng ta làm giấy tờ cũng như là chuẩn bị bộ chứng từ hải quan. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Envina Logistics.